Vâng, xin chúc xin kính chào các bác. Hôm nay em vừa về được 10 con đẩy sake để giới thiệu các bác đây. Thì cái dòng đẩy này á, nó là dòng đẩy hai kênh với cái mã là KV2006. KV2006 đây là cái dòng đẩy để dùng màn hình điện tử các bác nhé. Đấy, dùng màn hình điện tử. Đấy, nó có họ thông báo đây, chúng ta màn hình đây. Bên thứ nhất là bên này là nhiệt độ này, bên này nhiệt độ. Và bên này là âm lượng, đấy, chúng ta vặn là nó sẽ tăng lên, nó giảm xuống đấy. Tối đa của nó sẽ là 100. Đấy, mát này, đấy sẽ là 100. Bác nhá, sẽ là 100. Này đây chúng ta tăng con này như vậy. Chúng ta tăng kênh nào thì bên trên đây nó sẽ tăng như vậy. Đấy. Đấy, nó không gây tròn được đâu, nó sẽ có điểm vô điểm tối đa để mát. Thì cái điểm tương đương này nó sẽ tương đương với trên đây. Chúng ta tăng lên đây 50%. Đấy, nó nằm đúng ở giữa 50% này. Thì đây nó cũng sẽ là 50% các bác nhá. Đấy. Nó màn hình điện tử thông báo nhiệt độ cho chúng ta luôn. Đó là hiện tại các bác nhá. Mặt trước thì được rất đẹp rồi, có một cái mà mới thay nhôm vậy trước đây, và cái cửa gió là rất là rộng, cửa gió thì rất là rộng luôn, đây là mát. Thì cái dòng đây là dòng mạch class D, và có thể nói là cực kỳ đẹp luôn, sáng quắc cho các bác luôn. Đây là chỉ là những sản phẩm dùng lướt, và cái ngày sản xuất của nó là ngày 1 tháng 11 2017, các bác nhìn được này. Đấy, 1 tháng 11 2017, và sản phẩm này mới được dùng lướt thôi, đang rất là đẹp, gần như là mới chúng ta luôn, các bác hoàn toàn yên tâm. Sử dụng của chúng ta đây là 4 tụ. Nhưng mà 4 tụ các bác lưu ý đây là 4 tụ này là 4 tụ 80V 12000mi. 80V 12000mi. Hiệu suất rất là cao. Chạy toàn bộ tụ nhôm các bác này. Tụ nhôm này, mạch bị dán rất là đẹp luôn. Đấy, tại tụ nhôm hết đấy các bác nhìn này. Rất là nhìn rất là sướng. Và sử dụng của chúng ta là 16 sò. Và 8 sò bù áp, 16 sò chúng ta, vì sao em lại tính là 16 sò? Các bác chỉ tính cho em những cái con sò mà có con trợ sứ thôi nhé. Còn những con nào mà không gắn trợ sứ thì đó là những con bù áp. Và bên này là 4 con bù áp này, 1, 2, 3, 4 này. Bên này 4 con đó là 8 con. Đấy, 1. Chúng ta chỉ tính những cái con có trợ sứ này. Đấy, bên này là 8 con và 4 con bù áp nữa. Và chúng họ sử dụng cho chúng ta hai cái mạch bù áp luôn. Đấy, hai mạch bù áp riêng. Hai mạch bù áp là các bác lưu ý là đây là hai mạch bù áp rời nhé. Chúng ta có thể nhổ được hai cái bo này ra, rất là đẹp, sáng quắc luôn. Rồi, hiện tại quạt đang quay các bác này, quạt đang quay như các bác quay sát các bác nghe không? Đấy, các bác hoàn toàn không thể nghe được tiếng ồn của nó, rất là êm luôn. Nó sử dụng tới 3 quạt gió liền, đây 2 quạt và đây 1 quạt là 3 quạt, 3 quạt các bác nhá. Đấy, tổng cộng là 3 quạt gió. Phía sau thì họ cho chúng ta đây cộng input vào, input ra AB và đường link AB. Đây là cổng nitric và đây là đấu cọc, đủ hết các bác nhá. Đây là cầu chì, dây nguồn đây. Đấy, dây nguồn thì dây liền luôn, chứ không phải là dây ấy nữa. Dây rời nữa. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, các bác nhìn coi lần nữa này, rất là đẹp luôn. Thì cái giá em thông báo cho các bác luôn, giá của nó là 4.500.000 đồng. Đấy, 4.500.000 đồng và báo ship cho các bác. Công suất của mỗi kênh con này nó là 600W một kênh. Đấy, công suất mỗi kênh là 600W một kênh các bác nha. Mà rất là đẹp luôn. Những con này đều đảm bảo các bác là nó đẹp như mới. Thì các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng, không phải lo là không lại lo là bảo là con này dùng lâu rồi hay là nó thế này thế kia. Thì các bác hoàn toàn yên tâm những con đẩy này. Những con đẩy này em về có 10 con thôi và rất là đẹp, công suất cực kỳ cao luôn. Đấy, công suất cực kỳ cao. Đấy. Nhìn con lần nữa đấy. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về dòng đẩy này là alo em sớm và chúng ta liên hệ nhé. Những dòng 600W một kênh này chúng ta hoàn toàn đánh phun 30 thả xác, không phải lo lắng gì cả các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều, hẹn gặp lại các bác ở những clip lần sau. Chào tạm biệt ạ.